Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kiến nghị bỏ 5 điều Bác Hồ dạy thay vì bỏ tiên học lễ, hậu học văn. Đổ tội cho khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn đã khiến cho con người trở nên tuân phục một chiều, thụ động và thiếu tính sáng tạo. Kiến nghị của giáo sư Trần Ngọc Thêm rằng cần phải bỏ đi khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn đang khiến bùng nổ một cuộc tranh luận trên báo chí và các mạng xã hội. Các ý kiến phản biện thì cho rằng chính thể độc tài đơn nguyên mới là căn nguyên dẫn đến những căn bệnh như bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh đối phó trong giáo dục và bệnh nịnh hót giả dối trong quan hệ công sở, chính quyền. Đây là hình ảnh vào hôm 6 tháng 10, thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn ở Đồng Nai xin nghỉ việc với lý do viết trong đơn là tởm nhất là vấn nạn dối trá. Trả lời báo chí, giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng tiên học lễ đề cao sự phục tùng. Trong khi đó, để có tính sáng tạo thì cần đề cao tính dân chủ. Ông nói thêm, tiên học lễ rồi thì con người sẽ trở nên thụ động, sẽ không còn tư duy phản biện nữa. Tiên học lễ đòi hỏi quan hệ một chiều, người giới tôn trọng người trên, còn sức sáng tạo và sự phản biện tồn tại trong quan hệ hai chiều. Người giới và người trên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Lý do ông muốn bỏ chữ lễ là vì chừng nào còn đề cao quá mức vai trò của người thầy, của đáp án thì tư duy phản biện sẽ không thể phát triển, không thể cả xã hội phát triển. Và cần chống việc nhồi nhét kiến thức, chống cách học thuộc lòng, chấm dứt cách học bài theo bài mẫu, ông giải thích. Tuy nhiên, một số người phản biện lại cho rằng bản thân tiên học lễ không có lỗi gì, mà vấn đề thiếu dân chủ nằm ở cách phản ứng của nhà cầm quyền, trói buộc tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Khi không có tự do báo chí thì rõ ràng không có tự do ngôn luận. Khi luật pháp có thể bỏ tù người dân vì ý nghĩ trong đầu của họ thì rõ ràng không có tự do tư tưởng. Đó mới chính là căn nguyên dẫn đến sự quy phục một chiều, bệnh hình thức, bệnh phong trào và nịnh nọt giả dối phát sinh không những trong giáo dục mà trong mọi mặt của xã hội hiện nay ở Việt Nam. Nét đẹp của chữ lễ hay văn hóa ứng xử được các nhà phản biện kể lại trong nhiều câu chuyện rất ấn tượng cho thấy tiên học lễ là điều rất đáng trân trọng. Ngoài ra, chữ lễ có nghĩa là cách hài hòa ứng xử hai chiều, bày tỏ và lắng nghe một cách chân thành của cả hai phía, chứ không phải là sự phục tùng khép nép, kiềm chế và câm nín của người dưới. Ông Lê Học Lãnh Vân, người được hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng thời đó, khi đề cập đến vấn đề tiên học lễ, hậu học văn, thầy của ông giải thích như sau. Lễ là những phép tắc giao tiếp với người khác, tỏ lòng kính trọng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nhật Bản Abe cúi đầu xin lỗi một nữ nghị sĩ đảng đối lập vì đã ngắt lời bà này trong một phiên họp tại Quốc hội. Lòng kính trọng luôn có hai chiều, có lễ của thần tử đối với quân vương mà cũng có lễ của quân vương đối với thần tử. Xã hội đã thay đổi nhưng thời đại dân chủ cũng không thể không có lễ, đó là lễ giữa người bình đẳng, tự do. Ông Vân kể thêm, bởi thấm nhuần điều đó đã được các thầy của ông căn dặn như sau, lấy lễ đãi nhau không gì bằng lời nói thật. Nên trong giao tiếp và lúc cần thảo luận, nếu các ý kiến khác nhau, ông Vân không ngầm giữ trong lòng mà phải nói ra thật ý của mình. Đó cũng là lý do ông Vân tự nhận thấy, chữ lễ không những không ngược với tư duy phản biện mà còn thúc giục người ta nói lời phải, nói lời phản biện thật lòng. Ông Vân cho rằng, tư duy phản biện bị trói buộc bởi các tổ chức xã hội, trong đó có cả ngôn luận lẫn tư tưởng, không được tự do. Không có tự do báo chí thì rõ ràng không có tự do ngôn luận. Khi người dân bị tù vì ý nghĩ trong đầu của họ thì rõ ràng cũng không có tự do tư tưởng rồi. Trói buộc tư duy phản biện ở mức thấp trong trường học, thể hiện qua các giáo viên có thể theo dõi hay can thiệp vào các cuộc trao đổi trên mạng của học sinh. Nhà trường cũng có thể làm việc này đối với giáo viên. Ở thượng tầng là việc quá nhiều thông tin được đánh dấu mật dù không liên quan đến an ninh quốc gia, như nhiều thông tin về những việc ai cũng biết đã xảy ra mà không tờ báo chính thống nào đăng tải. Thông tin một chiều, hạn chế thông tin và môi trường thiếu tự do tư tưởng, trói buộc tư duy phản biện. Đây là hình ảnh hàng loạt các báo độc lập và nhà hoạt động xã hội bị bắt giam ở Việt Nam gần đây, đều chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Ông Vân đã tự đặt câu hỏi với giáo sư Trần Ngọc Thêm rằng
Anh có nghĩ rằng xã hội đơn nguyên và chuyên chính nguyên là nguyên nhân của các nguyên nhân kể trên, do đó là tác nhân quan trọng trói buộc tư duy phản biện không, và do đó có phải là tác nhân nào tạo nên những con người thụ động, không chủ động, không sáng tạo như lo lắng của anh hay không? Anh nghĩ sao về nhận xét trong xã hội khi mà cá nhân quá nhỏ nhoi trước cơ quan, cấp trên có quá nhiều quyền lực và cấp dưới thiếu vắng sự bình đẳng, thì chữ lễ được hiểu theo nghĩa của ngành nạp ngàn năm phong kiến ngày xưa. Trái lại, trong xã hội mà sự bình đẳng hiện diện rộng rãi, tự do của con người được tôn trọng và bảo vệ, thì chữ lễ được hiểu một cách phóng khoáng, do đó không còn trói buộc vào sự chủ động, tính phản biện của cá nhân. Chữ lễ đó là tác dụng nào đó tích cực. Và cũng có một góc nhìn khác, như Facebook thục phạm thì đề nghị nếu có thể làm được thì hãy bỏ tất cả các khẩu hiệu, chứ không phải chỉ một khẩu hiệu. Đất nước gì mà nhiều khẩu hiệu quá tràn ngập khắp mọi nơi, nào là treo ngang qua đường, dọc thân cây, cột điện, trên cầu, trong trường học, bệnh viện, đôi khi cả trong nghĩa trang, trại tâm thần, trại cai nghiện, vệ sinh công cộng vân vân, nhưng chủ yếu là vô tác dụng. Đi sang Lào chỉ nhìn qua thôi đã thấy là họ không cuồng khẩu hiệu như ta. Đây là hình ảnh bệnh viện tâm thần với khẩu hiệu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu thực tâm muốn các con các cháu tiên học lễ hậu học văn, không cần phải hô, không cần phải theo khẩu hiệu, mà phải có chương trình dạy học cụ thể. Thầy cô, bố mẹ, người lớn làm gương hàng ngày hàng giờ uốn nắn các con các cháu, chứ kể cả trưng cầu với khẩu trưng các khẩu hiệu lên nhưng chẳng ai tôn trọng và làm theo cũng vô ích. Bên cạnh đó, thử hỏi ở Trung Quốc có chế độ phong kiến lâu đời hơn, quê hương của Nho giáo, người ta có treo khẩu hiệu đó trong tất cả các trường hay không? Nếu có thể được, mỗi trường nên có quyền tự đặt ra khẩu hiệu riêng, toát lên tôn chỉ, mục đích của mình. Ở những đất nước tự do, dân chủ, điều này là hết sức bình thường. Đất nước có phát triển, văn minh, hiện đại không tùy thuộc vào thể chế có sự phân chia và cân bằng quyền lực. Nền giáo dục tạo ra con người có tư duy phản biện và sáng tạo. Luật pháp công minh, không ai đứng trên luật, và người dân sử dụng các điều đó để phát triển đến mức cao nhất các tiềm năng của mình, không lời biếng, ỷ lại. Chứ sự hưng thịnh của đất nước không bao giờ phụ thuộc vào một hay một ngàn câu khẩu hiệu. Trên trang Facebook cá nhân thì nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng anh nào dám bỏ 5 điều Bác Hồ dạy mới thật là khí phách. Trẻ em đầu tiên phải yêu cha, yêu mẹ, anh em, bạn bè rồi mới lan tỏa ra thành yêu tổ quốc, đồng bào. Học tập tốt thì được, nhưng lao động tốt là không được. Bác dạy thế là sai về phương pháp luận. Đây là hình ảnh 5 điều Bác Hồ dạy được in trên áo của một học sinh tiểu học. Rồi như 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người là cuộc quan trọng đời nhà Tề. Không nên copy, không để bản quyền như vậy. Ý của nhà báo Nguyễn Tiến Tường cho rằng câu nói của quan trọng đời nhà Tề, nhưng bấy lâu nay các nhà báo cứ trích dẫn rằng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không ổn. Đi học chưa tìm thấy được cái tôi mà đã phải làm điều vĩ đại thì cái lễ không giả tạo sao được. Rồi thì lại tầm trương trích cú, khẩu hiệu rỗng tách, học tập làm theo tùm lum tà la. Nay nghĩ giáo dục vận hành theo ba rem, học sinh lụy giáo viên lụy hiệu trưởng lụy trưởng phòng lụy trưởng ty vân vân. Một cái vòng xoáy không ai tìm thấy mình. Cái lễ ấy cũng là xanh vỏ, đỏ lòng mà thôi. Hoặc nói dân gian là dạ trước mặt, trỏ sau lưng. Nghĩa là chúng ta vừa đánh mất cái cũ lại không xây được cái mới. Không có nền tảng cũng chẳng cái thừa, mà cái mới cũng chẳng hiểu là cái gì. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bí thư huyện bị tố hiếp dâm ở Quảng Ninh có nguy cơ bị khai trừ khỏi đảng. Một bí thư đảng ủy trẻ ở tỉnh Quảng Ninh đã dính vào bê bối hiếp dâm, đã bị đảng ủy của tỉnh này đề nghị lên trung ương thi hành kỷ luật ở hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng. Báo chí trong nước cũng đưa tin về vụ việc này. Trước đó, ông Lê Hùng Sơn, 39 tuổi, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư đảng ủy quân sự huyện Cô Tô đã bị đình chỉ hết tất cả các chức vụ sau khi có người tố cáo ông này đi hiếp dâm. Đây là hình ảnh ông bí thư đảng ủy huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn, sinh năm 1982,
quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh, cáo buộc, trong cuộc họp mới nhất vào hôm 26 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan thi hành kỷ luật ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho ông Sơn ra khỏi Đảng vì đã có hành vi rất nghiêm trọng trong những điều đảng viên không được làm. Theo đó, ông Sơn bị cho là đã không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm vừa quy định của Đảng, vừa quy định của nhà nước. Hành vi của ông Sơn được đánh giá là làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cũng cho hay. Hiện giờ, ông này cũng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo đơn tố cáo của một nữ nhân viên dưới quyền ông, theo tờ báo Dân Việt. Được biết, ông Sơn mới lên chức bí thư huyện Cô Tô chưa đầy 2 năm. Trước đó, ông từng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thư ký cho Chủ tịch tỉnh và vẫn giữ chức bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Quảng Ninh. Vụ việc được cho là xảy ra vào tối ngày 10 tháng 11 sau một tiệc liên hoan theo đơn tố cáo. Theo đó, một nữ nhân viên dưới quyền ông Sơn cáo buộc ông Sơn đã cưỡng ép chị quan hệ tình dục tại một phòng hát karaoke ở một khách sạn ở thị trấn Cô Tô. Ngoài ông Sơn bị đề xuất khai trừ ra khỏi đảng, một loạt cán bộ khác ở huyện Cô Tô cũng bị kỷ luật liên đới vì đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này. Đây là hình ảnh ông Lê Hùng Sơn được chúc mừng lên bí thư huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu lên đến 100%. Cụ thể, ba ông là phó bí thư thường trực, phó chủ tịch thường trực và chỉ huy quân sự trưởng huyện Cô Tô đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo sau cuộc họp hôm 26 tháng 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã cho phép và bản thân cũng có tham gia buổi liên hoan tổng kết có rượu bia sau buổi diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Cô Tô. Sự việc tiền đề dẫn đến cáo buộc hiếp dâm với ông Sơn. Trước đó, một loạt cán bộ huyện Cô Tô cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách vì đã tham gia vào buổi tiệc tùng có bia rượu này, trong đó có chánh văn phòng và phó chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch hội phụ nữ, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, bí thư huyện đoàn, chính trị viên ban chỉ huy quân sự, vân vân. Chồng của phụ nữ bị hãm hiếp này là công an huyện nên đã báo cáo ngay vụ việc cho lãnh đạo tỉnh. Vì thế, vụ việc đã điều tra ngay trong đêm sau khi xảy ra vụ hãm hiếp. Được biết, ông Lê Hùng Sơn được coi là bí thư cấp huyện trẻ nhất của tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các bí thư trẻ nhất cả nước. Vào sáng ngày 12 tháng 11, trao đổi với phóng viên Nông nghiệp Việt Nam, bà Em đang sống tại thị trấn Cô Tô là mẹ chồng của nạn nhân khẳng định gia đình đã làm đơn gửi công an và các cấp tố cáo ông Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện vì có hành vi hãm hiếp con dâu bà. Đây là hình ảnh văn phòng khối hành chính huyện Cô Tô. Theo bà Em kể lại, con dâu bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng thì làm công an huyện. Vào ngày 10 tháng 11, con dâu bà được triệu tập đi liên hoan, ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say. Lúc trên xe về, phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng. Đến tầm khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Lúc này, con dâu bà nhìn ra ngoài và lơ mơ hỏi, sao lại đi đường này? Thì ông Hát, một cán bộ huyện đi cùng trên xe bảo, đi ra đây đổ xăng. Sau đó, mọi người xuống xe, đi vào trong khách sạn. Trên tầng 2 lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke. Mọi người đi vào thì cô con dâu cùng một chị đưa vào phòng nhà vệ sinh để nôn. Xong, con cô ra phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng bảo đến đón về thì ông Hát đến bảo cô em ra mời các sếp vào hát. Con nhà cô bảo em say lắm rồi, giờ các anh cứ bắt em hát là em ngã, không đi được nữa đâu. Sau đấy, con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Lê Hồng Sơn, bí thư huyện ủy Cô Tô hãm hiếp, bà Em kể lại. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 8. Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà và nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như bị chồng cô Tố Như là cán bộ công an cấp dưới của Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt quả tang đang ở trong khách sạn. Hãm hiếp xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó, gọi điện cho chồng đến đón, đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên công an huyện, bị bí thư Sơn hãm hiếp. Công an huyện cũng khó xử bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương,
nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để hậu báo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm đó, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn, lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân đi giám định. Đơn của nhà cô gái đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ, đừng nghĩ công là lãnh đạo, muốn làm ai thì làm. Con nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải công cụ riêng để các ông ấy sử dụng đâu. Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế, gia đình sẽ theo đến cùng để bảo vệ danh dự cho con. Còn sai thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chấp nhận đi tù. Bà em quả quyết như vậy. Con cô bị hãm hại chứ không phải đi cặp bồ bị bắt được đâu mà phải giấu giếm, nên đừng ai khuyên gia đình rút đơn, bà em bức xúc nói thêm. 14 cán bộ, 2 tổ chức đảng huyện Cô Tô đã bị kỷ luật trong vụ việc liên quan đến vụ bí thư huyện Cô Tô bị tố cáo hiếp dâm. Đây là hình ảnh ông Lê Hùng Sơn phát biểu trong một cuộc họp ban tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh. Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt lãnh đạo cán bộ huyện Cô Tô, Quảng Ninh bị xử lý kỷ luật được xác định bắt nguồn từ cuộc liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ của huyện. Cuộc liên hoan diễn ra vào buổi trưa trong ngày làm việc, các cán bộ có sử dụng rượu bia. Trong vụ việc này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Quang Ngạn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Văn Hiển và Thường trực Huyện ủy Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyễn Quang Huy cũng bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025. Với vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ, nội dung quy chế kỷ luật nội vụ, vi phạm các quy định về sử dụng rượu bia trong giờ làm việc làm ảnh hưởng tới tư cách đảng viên. Cán bộ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo bao gồm Chánh Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Quang Huy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chu Thanh Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Nông nghiệp Lê Quang Hưng.